Bạn có tin, chỉ với 200 ngàn đồng, bạn có thể mua được một cái micro không dây sang, xịn, mịn. Đây là chiếc micro Mark 21. Đó, nó vừa rẻ, vừa bền, chưa tới 200 ngàn nữa nha mấy bạn. Ok, mở ra. Đó, chơi thử. Coi coi nó sẽ như thế nào. Đó, ở trong nè, mình có được một cái dây sạc. Sạc này là sạc cho cái đầu phát sóng này. Đó, tiếp theo có cái mic như thế này. Rồi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đừng xem thường nó. Nó rất là hay nha mấy bạn. Đó, cái micro đơn giản vậy nè. Thấy không? Bỏ pin vô là xài thôi. Đó. Thấy không? Rồi. Gắn vô. Bỏ vô nè. Đó. Xíu. Nè, cắm vô, bật lên. Rồi. Rồi, bắt lên nè. Một cái màn hình LED trắng như thế này. Rồi, alo. Đấy, và bây giờ đây là cái âm thanh của micro nè. Vẫn làm con ngày chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường. Chưa tới 200 ngàn nha mấy bác ơi, các bác ơi, chưa đến 200 ngàn nhưng mà nghe nó sướng, nó đã gì đâu quá. Chưa hết đâu nha các bác. Cái chiếc micro này nè, nó còn có thể kết hợp với loa kéo nè, kết hợp với mixer nè, kết hợp với sao cạc nè, kết hợp với rất là nhiều thiết bị để mình có thể sử dụng nó luôn. Cho nên á, nếu như mà các bác nào đang quan tâm đến một con micro giá rẻ, chất âm hay, chi tiết vừa đủ để cho mình có thể chơi thoải mái nè, karaoke nè, đấy, thì các bác cứ tận dụng em nó, mình đem về. Đấy, rồi em cũng thông báo cho các bác một cái điều rất là vui như thế này, là hiện tại TikTok Shop đang có chương trình giảm giá cho khách hàng lần đầu tiên đặt hàng trên TikTok Shop lên đến 50% và free ship đến 70 cành. Cho nên bác nào quan tâm đến em micro này thì bây giờ nhanh tay đặt đi. Nếu như mà hả nó 200.000 mà bây giờ hả được giảm 50% nữa thì các bác hãy tự đoán xem cái giá của nó là bao nhiêu nha các bác nhé. Đấy, cho nên là bây giờ em tạm biệt các bác. Đó, chúc các bác có những trải nghiệm tốt nhất khi mua em nó về.